Ngày 14 tháng 4, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã cùng 5 phụ nữ tiêu biểu của Bắc Kinh, các đại sứ nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm chuyến tàu mùa xuân, đặc biệt tại thủ đô của Trung Quốc. Sự kiện này còn có sự tham dự của các khách mời, trong đó có hàng chục nữ nhà báo nước ngoài đang có mặt tại Bắc Kinh. Tôi đang có mặt trên một chuyến hành trình du lịch đặc biệt, đó là chuyến tàu đi đến mùa xuân, chủ trì bởi trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Chương trình nhằm tôn vinh những người phụ nữ tiêu biểu đã có đóng góp đặc biệt cho Bắc Kinh, cũng như giới thiệu đến các khách mời một tuyến du lịch nổi bật của thành phố. Bắc Kinh đang bước vào độ đẹp nhất, rực rỡ nhất của mùa xuân và du lịch ngắm hoa đang là xu hướng tại thủ đô của Trung Quốc. Không chỉ ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa, những người yêu hoa còn có một lựa chọn trải nghiệm khác, đó là lên chuyến tàu đến với mùa xuân để ngắm cảnh hoa anh đào vô cùng ngoạn mục gần khu vực Bát Đạt Lĩnh hoặc cư dung quan của Vạn Lý Trường Thành. Trên chuyến tàu mùa xuân đặc biệt với các phụ nữ tiêu biểu của Bắc Kinh, các nữ đại sứ, nhân viên ngoại giao, nữ nhà báo nước ngoài, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình. Hy vọng qua chuyến đi, các vị khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Bắc Kinh và hành trình này sẽ trở thành trải nghiệm đẹp và khó quên. Với các khách mời, đi trên chuyến tàu và thưởng thức mùa xuân Bắc Kinh từ trên tàu, trên cáp treo, thưởng thức cà phê trên khu trượt tuyết của Thế vận hội Bắc Kinh 2022 thực sự là trải nghiệm đáng nhớ. Từ trên cao, có thể thấy bức tranh toàn cảnh vô cùng diễm lệ của mùa hoa Bắc Kinh. Chuyến tàu đi đến mùa xuân này bắt đầu hoạt động vào năm 2008, ban đầu không phải là một chuyến tàu ngắm cảnh, mà là một chuyến tàu đi lại nối ngoại ô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Thế nhưng vào năm 2015, một bức ảnh chụp cảnh tượng ngoạn mục khi đoàn tàu đi qua biển Hoa đã gây sốt trên mạng. Bước ngoặt thú vị này đã thu hút khách du lịch đổ đến và biến trải nghiệm trên chuyến tàu trở thành một trong những cách thưởng thức mùa xuân tuyệt vời nhất. Thông thường, vào thời gian cao điểm, chuyến tàu mùa xuân này sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày.